Lâm Vĩ Dạ từng suy sụp vì được chẩn đoán ung thư giai đoạn 4 và cái kết té ngửa. Vốn là người vui vẻ, hòa đồng, Lâm Vĩ Dạ luôn được lòng người hâm mộ cũng như đồng nghiệp. Lâm Vĩ Dạ kết hôn với Hứa Minh Đạt vào năm 2010. Hiện cả hai đã có với nhau hai nhóc tì đáng yêu. Mới đây trong một chương trình, Lâm Vĩ Dạ đã có những chia sẻ về một biến cố cô từng trải qua gần đây. Nữ diễn viên cho biết, năm 2021, cô đi khám tại một bệnh viện và được bác sĩ chẩn đoán ung thư tuyến giáp giai đoạn 4. Dù biết không nguy hiểm đến tính mạng, song cô rất suy sụp. Trong một chương trình được phát sóng gần đây, Lâm Vĩ Dạ đã chia sẻ về khoảng thời gian cô gặp phải biến cố trước đó. Nữ diễn viên tiết lộ, năm 2021, cô đã được bác sĩ chẩn đoán ung thư tuyến giáp giai đoạn 4, khiến cô suy sụp. Trong lúc bế tắc, cô chỉ còn niềm tin duy nhất là cầu nguyện. Cô cầu nguyện rất nhiều. Các sư thầy cũng biết hoàn cảnh của cô, nên cũng đọc kinh cho cô liên tục trong một tháng. May mắn thay, tháng sau cô khám lại thì bác sĩ bảo hồi trước chẩn đoán nhầm, cô không hề bị ung thư. Tại đây, Lâm Vĩ Dạ cũng cho biết thêm, vào năm 2020, cô đã quy y tại chùa với pháp danh Diệu Hương Liên. Hai con cô cũng theo mẹ với pháp danh là Pháp Nguyên Mãn và Pháp Nguyên Phước. Trước đó xuất hiện trong tập 14 Trà Chiều với Mợ Chảnh, Lâm Vĩ Dạ có những trải lòng về cuộc sống hôn nhân túng thiếu với Hứa Minh Đạt. Nữ diễn viên hồi tưởng lại thời mới quen Hứa Minh Đạt. Tôi chưa từng nghĩ, mới 19-20 tuổi, mình đã lấy chồng. Tôi là người chủ động quen anh Đạt. Dù tôi không tỏ tình nhưng hành động của tôi đã khiến anh ấy đủ hiểu. Mỗi ngày tôi đều qua nhà anh ấy nấu cơm, dọn dẹp để chứng tỏ mình là người phụ nữ giỏi giang, đảm đang. Đây là căn nhà nhỏ mà cha mẹ cho anh ấy ở riêng. Tôi cứ qua dọn dẹp trong 1-2 năm trời. Thậm chí tôi còn trà toilet, chuẩn bị đồ đạc để cúng kiếng. Khi cha cho tiền sắm đồ Tết, tôi lấy tiền đó sắm cho anh.